Dạ vâng, em xin được mến chào toàn thể quý cô chú anh chị và các bạn quay trở lại channel của Hanmusic. Và hôm nay thì như tiêu đề thì em sẽ review cho mọi người một sản phẩm guitar handmade đến từ Việt Nam. Đây là một cây đàn được sản xuất hoàn toàn thủ công nha quý vị. Và để biết được rằng cây đàn handmade thì nó có giá trị như thế nào, âm thanh cũng như là ngoại hình nó có xuất sắc hay không thì xin mời quý vị bắt đầu phần review của chúng ta ngày hôm nay nhé. Dạ vâng, trước khi bước vào phần review chi tiết thì em xin phép mọi người ủng hộ kênh của Hanmusic bằng cách là ấn một nút like, một nút subscribe và bật cái chuông thông báo lên để chúng ta có thể liên tục cập nhật những video review mới nhất đến từ Hanmusic cũng như là những video thanh lý hoặc là những video về âm nhạc guitar nói chung. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ đi đến phần review chi tiết cây đàn này ha. Đây là một cây đàn handmade hoàn toàn và được làm tại Việt Nam, sản xuất tại Việt Nam. Đây là một thương hiệu khá trẻ nhưng lại có một sự uy tín cực kỳ cao ở trong ngành đàn guitar của Việt Nam ha. Hầu hết những cây đàn guitar đến từ hãng này đều mang một chất âm rất là phong phú, rất là đầy đặn, hay và cái ngoại hình rất là đẹp ha. Nếu mà so với đàn công nghiệp thì những cái đàn handmade như thế này thì nó ngoại hình nó sẽ không có thể nào bằng được những cái đàn công nghiệp ha quý vị ha. Nhưng mà nếu mà so về độ cái hồn của tiếng đàn, cái hồn của cái đàn hoặc là những cái chi tiết mà được làm thủ công như thế này thì nó rất là đẹp. Bởi vì sao? Chúng ta phải phân biệt rõ hai cái, đó là một cái là ngành đàn thủ công, ngành đàn handmade, và một cái là ngành đàn đại trà, sản xuất đại trà, sản xuất thương mại. Thì đây là hai cái khái niệm hoàn toàn khác nhau. Những cái đàn được handmade như thế này thì chúng ta sẽ không có thể nào đem so sánh với những cái đàn mà sản xuất hàng loạt, sản xuất đại trà quý vị nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ xét về phần ngoại hình của cái đàn này. Đây là một dáng đàn được custom riêng của những guitar đấy, lấy từ cảm hứng từ những cái đàn Casimi. Cái dáng đàn của nó rất là thú vị, rất là hay, và hầu như trên thị trường công nghiệp hoặc là thị trường Việt Nam rất là ít khi xuất hiện những cái đàn này. Và những cái đàn đến từ Casimi thì nó cũng rất là đắt, nó từ vài nghìn đô cho đến vài chục nghìn đô, nó rất là bình thường ha. Và cái cần của chúng ta cũng được thiết kế khá là đặc biệt. Đây là một cái dáng cần của nhẫn guitar đấy, một cái dáng nó thon gọn, rất là đẹp. Và đặc biệt là cái độ căng dây nó rất là cao ha, cho nó cái cảm giác âm thanh của chúng ta nó sẽ căng và nó sẽ ra đầy đặn nhất có thể. Tiếp theo chúng ta sẽ xét về phần cấu hình gỗ của cái đàn này. Cái đàn này có mặt top được làm từ gỗ Angelman Solid, gỗ thịt nguyên tấm hoàn toàn nhé quý vị nhé. Và lưng hông của chúng ta là Flam Maple hoặc là Spated Maple cũng được, vì nó cũng có những cái đường giống như cái loại gỗ Spated ha. Đấy, cái vân cường của chúng ta rất là dữ dội. Và đây là hoàn toàn là gỗ Solid, gỗ thịt nguyên tấm hết nhé mọi người nhé. Những cái đàn này thì thường là những guitar sẽ xử lý gỗ rất là lâu, khoảng từ vài năm sau đó mới đưa vào sản xuất. Cho nên là chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm vào cái loại gỗ này và chúng ta sẽ không cần phải lo về những cái vấn đề như là nứt gỗ hay là xé gỗ hoặc là bị rút sơn ha. Đấy, những cái đường nét này nó rất là tuyệt vời và nó rất là tối ưu. Cái hông của chúng ta cũng rất là đẹp ha quý vị ha. Đấy, rất là bóng, cũng như là cái vân cường nó rất là chi chít và dữ dội ha. Vân ngang này đấy, chứng tỏ bộ gỗ này rất là dài quý vị nhé. Về mặt sắt của chúng ta thì nó là gỗ mun đen ebony ha, rất là đẹp và được cẩn những cái bông hoa ở trên này. Cầu ngựa của chúng ta thì nó là gỗ mun sọc ha, rất là đẹp luôn. Còn cần đàn của nó là gỗ mahogany, rất là tuyệt vời. Khóa đàn là khóa Goto 510, một loại khóa rất là cao cấp đến từ hãng Goto, một hãng sản xuất khóa rất là uy tín. Dây trên đàn là dây Elise, một bộ thì nó dao động khoảng từ 350 đổ lên ha. Đấy, một bộ dây được trang bị rất là tuyệt vời. Và xương lược của chúng ta thì nó là xương bò nguyên chất, và xương này thì được nhập khẩu từ nước ngoài nha quý vị nhé. Bộ phím của chúng ta là phím ZSK rất là tốt, và cái độ hoàn thiện của phím rất là cao, cũng như là cái độ cứng chắc của phím rất là tuyệt vời và tối ưu ha. Chỉ đàn của chúng ta thì nó là gỗ mun đen. Đó, mọi người có thể thấy nó rất là đẹp và tuyệt vời. Và ở đằng trước này chúng ta có được cẩn xà cừ, sau lưng cũng vậy. Đấy, được cẩn xà cừ rất là đẹp. Đấy, những cái đường chỉ này nhìn rất là thú vị ha quý vị ha. Và nan bên trong của chúng ta là gỗ mahogany. Những cái nan này được làm rất là chỉnh chu và kỹ lưỡng, được cắt từng thớ một theo cái sợi dọc, và nó rằng cái đàn của chúng ta rất tuyệt vời và tối ưu. Còn nan mặt thì nó là gỗ sika ha, cái nan mặt này thì là sika. Nan của cái hông thì cũng là mahogany luôn. Đó, cái nan mà rằng những cái thân rằng ngang như thế này thì là gỗ mahogany ha quý vị. Ở đây chúng ta có logo của những guitar được khảm xà cừ, và cái viền tròn này thì nó là gỗ Flam Maple luôn quý vị nhé. Rất là tuyệt vời, lấp lánh, rất là đẹp. Đấy là sơ qua về cấu hình gỗ của cái đàn này. Và phải nói một điều là những guitar làm thủ công nhưng những cái chi tiết như thế này, những cái chi tiết dẫn ngựa sau như thế này nó rất là đẹp luôn, và nó không có một vết gì gọi là gợn hay là
keo thừa gì hết quý vị nhé. Kể cả ở chỗ này cũng vậy, những cái vết cắt, những cái đường cắt này nó chỉnh chu đến từng mm lận, rất là tuyệt vời luôn. Những cái đèn thủ công mà làm được như thế này thì rất là tuyệt vời. Và những cái đường chỉ này họ đi rất là tinh tế ha quý vị. Những cái đường chỉ này cực kỳ quan trọng này. Đấy. Thì nếu mà chúng ta làm thủ công, những cái đường chỉ này nó sẽ rất là dễ lộ ra những cái khuyết điểm. Nhưng mà những guitar thì hầu như chúng ta có thể soi hoàn toàn không thấy gì hết. Thì lý do vì sao nó đắt thì em cũng đã nói với quý vị từ nãy đến giờ rồi. Đấy, là những cái đàn thủ công như thế này thì chắc chắn nó sẽ không có rẻ hơn đàn công nghiệp được. Nên là quý vị có thể cân nhắc và đưa ra sự lựa chọn cho nó hợp lý ha. Và bây giờ thì em xin mời mọi người cùng tìm hiểu về cái tiếng đàn của cái guitar này. Dạ vâng, thưa quý vị, chúng ta đã vừa cùng tìm hiểu với nhau về cây guitar AC06 đến từ Nhẫn Guitar. Đây là một sản phẩm handmade cực kỳ tuyệt vời và tối ưu cho những cái chất lượng âm thanh cũng như là một cái ngoại hình thật là tuyệt vời để cho quý vị có thể cân nhắc ha. Và quý vị thấy cây đàn guitar này có hay không và có đẹp hay không, có đáng với giá tiền hay không thì quý vị comment ở dưới phần bình luận cho em biết nhé. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã theo dõi video và ủng hộ kênh của Hát Music. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau.